Dạ xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị, các bạn yêu thích mai vàng bonsai cây kiển cả nước đã quay trở lại với em sao đi Cần Thơ Hậu Giang ha cô chú anh chị. Tiếp tục quay trở lại chỗ anh Tám Vườn Sai Vườn Động thành phố Cần Thơ ha. Để đến cô chú anh chị các bạn một số mai chơi Tết luôn nha cô chú anh chị nha. Giờ mùa tàn đẹp vô phơm chỉnh sửa sẵn. Giá rất là mềm cho cô chú anh chị mình nha. Dạ rồi em giới thiệu nha. Dạ em chào anh Tám ơi. Rồi chào Nghiệp, chào cô chú anh chị ở nữa ha. Hôm nay tiếp tục lên lô mai mới ha. Dạ. Rồi cây lô hôm nay lên lô lớn. Rồi, đầu clip em vô cây số 26 ha. Rồi, số đầu tiên là mã số 26. Một cây cúc thọ hương tàn huyết, tàn lớn nha cô chú anh chị. Lớn ha, tàn dữ lắm à. Một cái tàn rất là ấm luôn nha cô chú anh chị. Dữ dần. Hai người ôm không giáp ha. Đó. Rất là dày kính luôn nha cô chú anh chị. Này nó nút ngủ quá hết à. Nút chuẩn Tết luôn nha, nụ chuẩn Tết luôn. Nè cô chú anh chị thấy ha. Cái này về mình chơi là nữa sau này muốn ghép là siêu bo luôn nha cô chú anh chị, mà chơi Tết là cũng đỉnh luôn trong cái phòng khách của mình ha, rất là ấm tàn luôn. Dạ rồi em xin thông số nha. Hoành là 31 ha. Cao là 1m26. Ngang là 1m18. Cái này chậu. Cái này chậu 5 ha. Dạ, chậu 5. Mã 26 giao lưu giá 5.500.000 ha, dạ, bao 5. Xếp bao chậu luôn ha. 5.500.000 nha cô chú anh chị. Cây lớn rất là đáng chơi, giá là bao mềm cho cô chú anh chị mình luôn đó nha. Đó. Dạ rồi. 27. Rồi, mã số 27. Thọ hư luôn ha. Già mùa luôn. Em Tết này nữa hai mùi gửi ha. Tàn này chơi phòng khách ok nha cô chú anh chị, phơm tàn phòng khách ha. Đó, để nè cô chú anh chị, để sổ nôm nha. Anh da me luôn ha. Co ghép đây. Để lên me hết nè. Để cũng có. Dạ rồi. Dư dây chỉnh sửa đẹp hết rồi nha cô chú anh chị, nhìn yên tâm mình chơi thôi ha. Hoành là 29 ha. Cao là 83. Ngang 103. Rồi mã 27 em giao lưu giá 2.900.000 ha. Dạ 2.900.000 ha, mã số 27. Rồi mã số 28. 28. Họ hư luôn ha. Này ghép 4 bo ha. Vô gì cũng sửa hết rồi. Hoành 28. Cao 89. Ngang 1m05. Rồi mã 28 giao lưu giá 2.800.000 ha. Dạ, bao xếp bao chậu luôn ha. Cô chú anh chị nha, mã số 28, cây cúc thọ hương chơi phòng khách nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Cúc whip ha. Dạ rồi, 29. Mã số 29 một cây cúc whip chơi để bàn nha cô chú chị. Cây này đế đẹp nha. Ha. Đó, có đế. Đế nó nở đế nu một cục luôn cô chú nha. Đó. Đế cơ bắp ha. Hoành là 25 ha. Cổ đế của nó là. Cổ đế đó 38 ha. Cao là 74. Ngang là 72. Rồi mã 29 em vô lưu giá 1.900.000 ha. Cúc whip ha. Chú anh chị ơi, mã số 29. Dạ rồi, cái cúc whip. Rồi mã số 30. 30 họ hương ha. Đó, cây này tròn như cái bàn luôn. Đế dán lết nha cô chú anh chị. Còn cái banh luôn. Cây này quá trời đẹp luôn. Quá đẹp cái tàn luôn nha cô chú anh chị. Rất là tròn quay.
ấm tàn ha, già tàn luôn nha cô chú anh chị. Đó, như một cái nón luôn. À, cái này chơi phòng khách thì hết ý hết cô chú anh chị, để lực nha. Đó, để nè ha. Để cô để. Hoành là 27. Tổng của hoành đế của nó là 61 ha. Cao là 81. Ngang 116. Rồi mã 30 Zalo giá 2.900.000 ha, bao xếp bao chậu ha. 2.900 có được một 2.900 là ngồi nhà ha. Nhận cây liền tới nhà trả em 2.900 nè. Tặng chậu cho cô chú anh chị mọi miền Tổ quốc luôn ha. Alo, có ngay cây tới nhà nha cô chú anh chị. Cây vô nút nụ hết rồi ha. Nè cô chú. Vô nụ tết hết rồi ha. Dạ rồi, đổi anh ơi. Tiếp theo, mã số 31. 31. Họ Hương luôn. Cây này với cây 30 chơi cặp đó ha. Đang cũng quân cặp này là quá đỉnh luôn đó. Rất là ấm luôn ha. Chơi phòng khách là ok hết rồi nha cô chú anh chị. Cây lớn ha. Nè, dùng bon nè cô chú anh chị. Hoành 26. Ủa hoành 24 à. Cao 94. Ngang 110. Rồi mã 2031 Zalo giá 2.800.000 ha. Dạ 2.800 nha cô chú anh chị ơi. Cây mã số 31. Dạ rồi chú ơi. 32. Cúc VIP cho cô chú anh chị. Đó, 32 cúc VIP ha. Già mùa luôn nha cô chú. Đó. VIP già mùa ha. Cúc VIP bông thì khỏi chê ha cô chú anh chị. Dạ rồi. Tàn rất là đẹp, cái này hơi cổ cổ nha cô chú. Hoành 26. Cao 89. Ngang 98. Rồi mã 32 cúp VIP em Zalo giá 2.200.000 ha. Dạ 2.200.000 nha cô chú anh chị. 2.200.000. Cúp sinh nha cô chú. Cúp này gọi là cúp chi kỷ ha cô chú anh chị. Đó, nút quá trời luôn. Cái này nút dữ lắm ha. Cái này nút đều luôn á. Dạ rồi chú ơi. Xuống cây chú ơi. Xuống cây, xuống cây. Rồi. Rồi mã 33. 33. Cúc cam ha, cây 33 cúc cam ha. Cây này nó cũng vô nút hết rồi. Ghê. Cây này tết nè, mùa mấy rồi ha. Cây này. Cây cúc cam nha cô chú chị. Đấy nôm ha, mà cộng nước lực luôn nè. Đế lực. Dạ rồi. Hoành 27. Nơm cao của nó 10 15. Chiều cao là 80. Ngang là 94. Rồi mã 33 cúc cam em Zalo giá 2.200.000 luôn ha. 2.200 một cây cúc cam. Cam. Dạ rồi chú ơi. 30 34. Một cây dán à, dán thú ha. Để thú dán bay nha. Dán bay luôn. Cây cúc hoa hồng thanh tú. Đó, này có hai giò nè. Đó. Hoa hồng thanh tú. Đó không? Cái này dán thú này thì rất là già nha cô chú anh chị. Cây già mùa ha. À, cái mình con thú nó đang bườn tới. Đó, nó bườn già nè. Nó nằm luôn á. Sức sống của nó nè, cái rễ nó còn đâm lên nữa ha. Này ghép có hai bo ha.
càng rất là ấm như cô chú anh chị. Chơi cây dán bay này thì cây dán bay này ok lắm luôn ha. Cúc hoa hồng như cô chú anh chị. Bông thì cây này nói chung là không gài, cũng có người chốt vùng ngoài mà không có đóng kiện gửi được, dài quá. Anh em nào chốt em gửi luôn. Dạ, thứ hai em đi xe tải luôn, gần gần đó, khoảng 300m trở lại á. Thứ hai này em đi xe tải có chuyến đi luôn nè. Dạ, hổng gài nó có chốt mà nó xa quá mà, không có đóng kiện được. Phải nó dài quá. Nó bay dài quá. Rồi em xin thông số anh ơi. Cây này đẹp mà hổng gài. Hoành 22. Đế cũng rất khéo nha cô chú chị, cái chân nó cũng rất dài. Con thú là 31. Ủa 37 hả? Khoái lắm cừ. Cao là 80. Bay là 1m4 ha. Ngang của nó, ngang của nó là 92 ha. Rồi mã 34 giao lưu giá 3.300.000, bao xếp bao chậu luôn ha. 3.300.000 một cây cúc hoa hồng thanh tú nha cô chú anh chị, cây dán bay. Bao cái nhà luôn đó ha anh. Dạ rồi. Rồi mã 35 cũng dán bay luôn ha. Này trời, cây cúc hoàng hậu hay là cây hoàng huyết long đây anh ơi? Cây này hoàng huyết long. Dạ, cây hoàng huyết long. Nó cụ đế rồi nè. Nha cô chú anh chị. Cây này cụ đế nó quá trời luôn. Nơi đế đỉnh luôn nha cô chú anh chị. À, bên này rất là lực luôn nè, nguyên một cái đùi luôn. Đế quá lực. Rồi huyết long. Nói ra cái đọt non là đỏ lắm nha cô chú anh chị, rất là sai bông ha. Nút cũng nhiều lắm à. Nút này nút kim ha. Hoành là 18. Tổng hoành đế của nó coi. Hoành đế nó khá ha. Cũng hoành đế 75 ha. Có cục này, nguyên cục rễ. Cao nơm của nó 14 ha. Chiều cao nó là 47. Dài cành bay nó là 102. Rồi, cây 35 hoàng huyết long em giao lưu giá 1.900.000 ha. Quá rẻ luôn ha. Đó. Một ở phôi không mà cũng đủ vốn luôn đó. Chịu 900.000. Rồi ghép em ai rồi ok lắm mà. Phôi quá đẹp luôn. Dạ rồi chú ơi. Hôm nổi không chú? Giờ tiếp tục một cây cúc thọ hương già mùa. Đó, cây 36. Thọ hương. Hàng hot không gài nha cô chú anh chị ha. Cây của chú này mà bên em cũng còn không nhiều ha, còn có khoảng mười mấy cây nữa rồi đó, trăm mấy cây, còn mười mấy cây nha cô chú anh chị, 200 cây luôn đó, trăm mấy gì hai lô mà. Là cái tàn này về là ai về cũng ưng ý hết trơn á cô chú anh chị, trơn luôn, tàn rất là già rất là ấm luôn ha. Đó. Cây ghép thì liền cốt, cây liền cốt vậy đó, giống như cây ghim vậy. Này ở cũ cái banh tròn quay quanh mơ cũ của nó rồi, cũ của nó là 22 ha, chiều cao là 93, ngang là 83. Rồi mã 36 giao lưu giá 1.100.000 ha. Rồi 1.100.000 cô chú anh chị nha. Còn có vài cây thôi nha cô chú anh chị ủng hộ ha. Quá già luôn rồi. Mùa tiếp theo mã số 37. 37 không đi tứ quý ghép họ hương ha, cây lớn nha cô chú, cây lớn đó, tứ quý mà ghép họ hương ha, nút nụ quá trời luôn nè, toàn lớn nha cô chú anh chị ơi, cây rất là già mùa ha. À, nhìn nó ra cái nút nó ra một đùm nè, 2, 4, 6 bông luôn kìa. Mấy này bông gió ha, không nhầm gì hết ha. Đất còn bông nhiều lắm. Tứ quý mà ghép họ hương ở bông nó màu, nó màu vàng đậm đẹp lắm ha. Họ hương một năm nó nở hai lần, cô chú chỉ giữa năm này mưa xuống nở một đợt ha. Cô chú không có nhầm gì hết. Tết là vẫn còn bông bình thường. Dạ rồi. Hoành 28.
tẩm ở hoành đế nữa. Rồi cẩm ở hoành đế nó là 87 ha. Đó, đế nó nè. Đế nó bài chạy đều hết mà. Chiều cao 1m5. Ngang 122 ha. Này có phôi gừng mà em mới cắt ha. Tược gừng á. Đây. Có gì hết nè, mới cắt. Rồi, mã 37 em giao lưu giá 3.700.000 bao 300 km trở lại ha. Dạ. 3.700.000 nha cô chú. 3.700.000. Một cây mai tứ quý ghép hút hoa hương. Dạ, già mùa luôn nha. Già mùa luôn. Để bài ha. Cô chú chị nhìn bông đẳng thần đó ha. Lá rất là tốt mướt nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi. Rồi mã 38. 38 cây quýt nè cô chú anh chị. Thì luôn hút hoa hương tàn thông nha cô chú anh chị. Một cốt tàn thông ha. Không cao, cô chú anh chị chơi phòng khách rất là êm nha. Đặc biệt là cô chú anh chị nào mà chơi những cái phòng kinh doanh của mình đó, để vô một cây hay ngân hàng rồi hả cô chú chị xem có mặt bông luôn đó, đẹp không, vàng đẹp kia, già mùa nhìn thấy đẹp, nhị nó cũng đẹp đúng không, lắc không rụng luôn nha cô chú anh chị, bao rụng cánh luôn, cây này là nút nụ ngay tết hết nè cô chú anh chị ơi, tàn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Hoành là 28 ha. Cao 1m5. Yếu chút ha, tính 1m5 luôn. Ngang là 99 ha. Rồi mã 38 em giao lưu giá 4.500.000 ha. Dạ 4.500.000, mã số 38. Cái này cây này em đóng kiện được nè, em bao toàn quốc luôn. Dạ, rồi đổi luôn. Rồi mã số 39. 39 à. Một cây cúc thọ hương hôm tàn thông chơi phòng khách cây lớn luôn cô chú anh chị. Thọ hương này nó già mùa bên em mà thấy mặt bông luôn đó, mua về chắc cú luôn. Hỏi sĩ. Cây nào cũng có 1-2 bông gió. Nó già mùa là vậy đó. Đây nó mặt bông nữa nè. Đẹp ghê không? Mua gì à, có bông mai à, may mắn gì nhà có bông à. Lì một hai bông gió. Có một số bông tiếp tục nở còn nữa cho cô chú. Còn nhiều lắm à, Tết này ngay ngộ gộ ha, này một hai bông gió rồi. Không ảnh hưởng gì hết. Rồi. Hoành 29. Đó, để có ha, mấy cộng bài đều bốn mặt luôn nè. Cái này nè, đó, tại vì giờ nó lắp nó chọn nhỏ nó lắp. Điều bốn mặt luôn. Cao là 124. Ngang 107. Rồi mã 39 em giao lưu giá là 3.700.000 ha. Dạ 3.700.000 nha cô chú anh chị ơi. 3.700.000 bao xếp bao chậu luôn ha. Ừ. Quá đẹp. Dạ rồi. Rồi mã số 40. Rồi một cây tàn thông phơm lớn nha cô chú anh chị ơi. Cây có đế luôn ha. Hoành 29 ha. Cao 1m3. Ngang 1m2. Rồi mã 40 em giao lưu giá 4.700.000 ha. Dạ 4.700.000 nha quý cô chú. Cây cúc thọ hương tàn rất đẹp luôn ha. Ừ.
4.7. Quá đẹp luôn, nó có mặt bông nữa. Cây bên em là lúc này là cây nào cũng có mặt bông hết á, về nhà không có lầm luôn đó. Rồi 4.11. Rồi cúc tỏ hương tràn lớn luôn nha cô chú anh chị, 4.11 nha. Rồi số 41 cây cúc tỏ hương tràn thông phong cao, cây lớn à, chơi phòng khách rồi chơi những không gian lớn nha cô chú anh chị. Tết là để cửa nhà cây này ok liền đó. Quá đẹp luôn, nút con nhóc chưa. Đó quạnh ha, cũng mốt cái này củ nở ha. Quạnh 30-34. Củ nở của nó coi, củ nở quá trời. Củ nở 53. Chiều cao mét gử, ngang 1m2. Rồi mã 41 giao lưu giá 5.700.000 ha. Dạ 5.700.000 nha cô chú. 5.700.000. Bao xếp luôn. Rất là mềm nha cô chú anh chị ơi. Đó. Giá bao mềm cho cô chú anh chị mình luôn nha. Bao xếp bao giá mềm luôn. Cô chú anh chị. Nước nổ thì ngon lành ha. Dạ, rồi. Rồi, rồi 42. 42. Đó, họ hương luôn, mông nhóc chân luôn ha. Cái này gió nha cô chú nhiều. Này nó nở không xi nhê gì không đâu nha. Xi nhê gì hết. Cô chú anh chị mà nó nở đậm mà đẹp lạ. Thường nó nở lai gai cả năm vậy ha. Ngắm hoa là đã luôn á. Cây lùng lực tràn thông nha cô chú anh chị. Cúc thọ hương 42. Hoành 33. Củ nở của nó. Củ nở 43. Chiều cao 89, ngang 96. Rồi mã 42 giao lưu giá 2.900.000 ha. Rồi 2.900 luôn. Cây này quá rẻ luôn à. 2.900.000 có họ hương bự luôn à. Có được một cây mai tàn thông chơi phòng khách luôn, một cây cúc tỏ hương lùng lực tàn thông luôn. 43. Rồi cây này 43. Giữ nữa nha cô chú anh chị. Lùng lực luôn. Măng luôn, đế bài luôn. Tàn ấm đều bốn mặt luôn. Đế lớp nha cô chú anh chị. Rồi, cái tàn xếp ghim ha. Đây, để đây. Dạ rồi. Hoành 27. Cao 72, ngang 110. Rồi 43 giao lưu giá 2.600.000 ha. Dạ 2.600.000 cô chú anh chị ơi. Cây tròn. Dạ. Lùng lực luôn. Bốn mươi bốn. Rồi thở hương mã số 44. Thở hương luôn ha. Cây đang nút nụ Tết chuẩn luôn nè cô chú anh chị nha, chim ha. À, bông gió quá chừng. Nó đẹp. Yên tâm mua rồi đó, thấy mặt bông hết. Cô chú anh chị nào mà không dám mua thấy mặt bông rồi đó. Nghi ngờ. Dạ. Hoành 23. Chiều cao nó là 85, ngang là 91. Rồi mã 44 giao lưu giá 2.500.000. Dạ, bao xếp ở nhà luôn ha. Chú anh chị ơi, cây mã số 40. 4. 4. Tối hả? Đang cơm nữa cứ lại cơm nè. Rồi 45. 45 là quý phi ha. Cúc quý phi.
cút ha, đó. Cút quý phi bơm chùm nha cô chú anh chị. Ai có hoàng hậu à, mua quý phi luôn. Phi luôn. Hoàng hậu quý phi. Dạ rồi. Quý phi là bà thứ hai đó ta. Bà thứ hai. Bà thứ hai. Có luôn. Quanh 20. Chiều cao 114. Ngang 110. Rồi mã 45 vô lưu giá 1.200.000 bao ship tới nhà luôn ha. Rồi 1.2 một cái cúc quý phi phương tàng lớn cho phòng khách nha cô chú anh. 1.200.000 bao ship tới nhà luôn. Bông chùm. Quá rẻ luôn. Quần 20. Họ hương ha. Đó cái này cũng lục lực luôn nè. Cúc thọ hương nha cô chú anh chị, cây lùng lực tàn thông ha. Quanh 29 ha, chiều cao 77, ngang 109. Rồi mã 46 giao lưu giá 2.600.000. Dạ 2.600.000 cô chú anh chị ơi. 2.600.000 bao ship tới nhà luôn. Hai 47 nó một cây hơi dán bay ha. Này làm dán bay được ha. Nhánh nè. Cái này về qua năm làm dán bay ok luôn. Dán thú luôn ha, hai chân trước luôn đó, đó. Dán thú nằm luôn, mọc qua luôn, bụng luôn nè. Cái vòng hết cái vòng ha, hai giò trước mình gảnh luôn ha, thú nằm ha. Rồi em xin anh kéo luôn. Quanh 24 dài con thú. Dạ con thú là 23. Chiều cao 67. Ngang 89-98. Dài bay 105. Rồi mã 47 giao lưu giá 2.200.000 bao ship tới nhà luôn. Dạ 2.200.000. 2.500.000. Ủa 2.500.000, 2.500.000 ha. Lộn lộn. Bữa nay bán lỗ hoài. Lỗ hoài à. 2.500.000 ha. Rồi 2.500.000. 2.500.000 bao ship tới nhà luôn. Dạ rồi. Nó một cây lùng lực ha. Dạ mã số 48 nha cô chú anh chị. Đi vậy, ngồi đi vậy. Có đế ha. Có đế ha. Đây này có đế. Quanh 21. Cũ của nó là 31. Chiều cao 82. Ngang 103. Rồi mã 48 giao lưu giá 2.400.000 bao ship tới nhà luôn. Dạ 2.400.000 nha cô chú anh chị. Bao ship bao chậu tới nhà luôn. 48. 48. Dạ, rồi. Phải ha, đi bộ phải ha. 49. Ê, đi bộ sướng được rồi. Đi bộ sướng được rồi. 49. 49. Đi bộ qua cậu luôn. Chơi gì đâu rồi, bỏ bạn. Lùng lực ha, 49 ha.
Hoành 31, cao 83, ngang 109. Rồi mã 49 giao lưu giá 2.8 triệu, bao xếp đó nhà luôn. 2.8 triệu cô chú anh chị ơi, mã số 49. Dạ rồi. Mấy người hương này chơi đẹp hơn mấy bạn đó chị ơi. Bao hàng đẹp luôn phải không? Có bông chà bá như trứng gà luôn kìa. Rồi mã 50. Đó. Đó, 50 là một cây lùng lực nữa nè. Để em bẻ cái bông cho cô chú anh chị mình xem. Nhìn quá trời luôn. Cho cái lòng bàn tay em nè cô chú chị, cái bông họ hơn bên em là mặt có mặt bông ha, mua về hỏi sợ gì hết cô chú anh chị nào mà chưa biết cúc họ hơn á là giờ có bông sẵn luôn đó để dẫn thú này sao không gì hả. Họ hơn này đó, bên em mà ghép cái lô này mua là chơi là bưng ra bưng vô ngon hơn mai tàn lắm á chú chị. Qua tết xử lý lệ tàn cũng rất ấm nha, còn đại lộc thì xử lý tàn lâu ha cô chú anh chị ha. Theo mình chơi cây mai tàn cũng 2 triệu mấy rồi, nhưng mình chơi cây cúc họ hương này nè, nó là quá đỉnh luôn. Chơi mơ xong còn có bò ghép không? Đúng rồi. Hoành 21, cao 68, ngang 98. Rồi mã 50 em giao lưu giá 2.400.000, bao xếp đó nhà luôn. 2.400.000 nha cô chú. Mã số 50, 2.400.000 ha. 2.400.000, lùng lực bò hôi nè. Đẹp ghê luôn. Rồi. Rồi, mã 50 là mã cuối cùng ha của ngày hôm nay ha. Rồi, em chào cô chú anh chị. Dạ, em cảm ơn anh Tám luôn. Xin cảm ơn cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị các bạn có một ngày chủ nhật thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình luôn nha cô chú anh chị ơi. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ủng hộ anh Tám, ủng hộ kênh ha cô chú anh chị.